liên quan đến vụ tai nạn tàu bay xảy ra vào ngày 5 tháng 4 năm 2023 đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định về việc thành lập Ủy ban điều tra. Danh sách thành viên Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay gồm lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ tịch thường trực và lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam làm Phó Chủ tịch. Các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không Không quân, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, đại diện Bộ Tài chính, Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đại diện Quốc gia thiết kế chế tạo tàu bay Canada, đại diện Quốc gia thiết kế chế tạo động cơ Pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10 tháng 6 năm 2023.